Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học, được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Zing MP3, Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio. Hiện nay chúng mình đang tổ chức mini game hướng đến Radio 300 ở trong group nơi ấp ủ những tâm hồn văn chương trên Facebook. Mời bạn cùng tham gia và nhận quà nhé. Trong Radio ngày hôm nay, xin mời các bạn lắng nghe trích đoạn cuốn sách Giáo dục tình cảm của tác giả Gustave Flaubert. Giáo dục tình cảm. Phần 1. 1. Ngày 15 tháng 9 năm 1840, quãng 6 giờ sáng, tàu thành phố Montero sắp khởi hành, cuồn cuộn nhà khói trước bến Saint Bernard. Nhiều người tới, thở không ra hơi, nào thùng, nào dây cáp, nào những giỏ áo quần vương lối đi lại. Thủy thủ chẳng trả lời ai, mọi người va phải nhau. Các kiện hàng được cẩu lên giữa hai vòm che chắn bánh xe guồng, và sự ồn ào nhòa trong tiếng rì rầm của hơi nước thoát ra qua những lá tôn bao trùm hết thảy dưới làn mây trắng mờ, trong khi ở phía trước chuông reo không dứt. Cuối cùng tàu khởi hành, và hai bờ sông với những kho hàng, công trường, nhà máy lướt nhanh như hai dải băng lớn được trải ra. Một chàng trai 18 tuổi, tóc dài, tay cắp cuốn sổ phác họa, vẫn đứng lặng gần bánh lái. Qua màn sương, anh ngắm những tháp chuông, những lâu đài dinh thự mình không biết tên. Rồi anh nhìn bao quát lần cuối, đạo Saint-Louis, đạo Cité, nhà thờ Đức Bà. Và phút chốc, Paris khuất dạng, anh thở dài thật sâu. Chàng Frederic Moreau vừa đỗ tú tài, đang trở về Nogent trên sông Seine. Anh sẽ phải thẫn thờ uể oải 2 tháng ở đây, trước khi đi học luật. Mẹ anh, với số tiền không thể không chi, đã cử anh đến Le Havre thăm một ông bác mà bà hy vọng anh sẽ được thừa kế. Anh vừa từ đó ra về hôm trước và tự đền bù việc không thể ở lại thủ đô bằng cách quay về tỉnh nhà theo con đường dài nhất. Cảnh huyên náo dịu đi, ai đã về chỗ nấy. Vài người đứng sưởi quanh máy tàu và ống khói phun tròm khói đen với tiếng phì phò nhịp nhàng chậm rãi. Những giọt sương nho nhỏ rơi xuống các ống đồng. Boong tàu lay động do sức rung khẽ bên trong và hai bánh xe guồng xoay nhanh, khua động nước. Hai bên bờ sông là những bãi cát. Ta gặp những bè gỗ dập dờn theo sóng cuộn, hoặc trong con thuyền không buồm, một người ngồi buông câu. Rồi những dải sương mù bảng lảng tan đi, vầng dương xuất hiện, quả đồi xuôi theo mé phải dòng sen thấp xuống dần, một đồi khác nhô lên, gần hơn, trên bờ bên kia. Đồi phủ đầy cây cối xen giữa những ngôi nhà thấp lợp mái kiểu Ý. Các nhà có những mảnh vườn thoai thoải ngăn bằng những bức tường mới, những hàng rào song sắt, thảm cỏ, nhà kính và những chậu phong lữ thảo. Cách quãng đều đặn trên sân hiên nơi có thể đứng tựa khuỷu tay. Nhiều người nhìn thấy những cơ ngơi đỏm dáng, thật yên tĩnh kia, ao ước được làm chủ nhân, để sống ở đó cho đến cuối đời. Với một phòng chơi bia vừa ý, một con tàu nhỏ, một người vợ hay một mộng mơ nào khác. Thú vui thật mới mẻ của một chuyến du ngoạn đường thủy khiến người ta dễ thổ lộ tâm tình. Những tay ưa bỡn cợt đã bắt đầu bông đùa. Nhiều người ca hát. Họ vui vẻ. Những ly nhỏ rượu mùi được rót ra. Frederick nghĩ đến căn phòng mình sẽ ở tại nơi kia, đến đề cương một vở kịch, đến những đề tài hội họa, đến những say đắm mai sau. Anh thấy hạnh phúc mà tâm hồn ưu tú của mình đáng được hưởng mãi chưa tới. Anh tự ngâm cho mình những vần thơ buồn. Anh dạo bước trên boong, anh tiến đến tận mũi tàu, phía có chuông. Rồi, giữa một nhóm hành khách và thủy thủ, anh nhìn thấy một quý ông đang vừa tán tỉnh một cô gái quê, vừa mân mê cây thập ác bằng vàng cô đeo trước ngực. Đó là một tay vạm vỡ trạc tứ tuần, tóc xoăn tít. Thân hình cường tráng của ông ta căng đầy tấm áo ngoài bằng nhung đen, hai hạt bích ngọc lấp lánh trên áo sơ mi vải bông mềm mịn, và chiếc quần trắng rộng buông xuống đôi giày ống lạ lùng màu đỏ bằng da thuộc Nga, tô điểm những hình vẽ xanh lam. Sự hiện diện của Frederick chẳng làm phiền ông ta. Nhiều lần ông ta quay về phía anh, nháy mắt với anh.
Sau đó ông ta đãi xì gà tất cả những ai vây quanh mình. Nhưng có lẽ chán đám người này, ông ta ra đứng ở chỗ xa hơn. Frederick đi theo ông ta. Chuyện trò ban đầu là về các loại thuốc lá, rồi rất tự nhiên về phụ nữ. Quý ông đi giày ống đỏ khuyên nhủ chàng trai. Ông ta trình bày các lý thuyết, kể lại các giai thoại, tự nêu mình làm gương, nói ra tất cả những điều này bằng giọng cha chú hiền từ, dạy hư xui dại một cách hồn nhiên tức cười. Ông ta theo phái Cộng Hòa. Ông đã từng du lịch. Ông biết nội tình các nhà hát, các tiệm ăn, các tòa báo và tất cả những nghệ sĩ nổi danh mà ông thân mật gọi bằng tên riêng. Chẳng mấy chốc, Frederick thổ lộ với ông ta những dự định của mình. Ông ta cổ vũ những dự định ấy. Nhưng ông ta bỗng dừng lời để quan sát ống khói, rồi lẩm bẩm rất nhanh một phép tính dài, nhằm biết được mỗi nhát bơm chừng ấy lần một phút phải ngần này, vân vân. Và tìm ra tổng số rồi, ông bèn tán thưởng phong cảnh. Ông bảo mình hạnh phúc được thoát khỏi công việc. Frederick thấy có phần coi trọng ông ta và không cưỡng lại mong muốn được biết danh tính. Người lạ đáp thẳng một lẻo: Jacques Anou, chủ hãng nghệ thuật công nghiệp Đại Độ Montmartre. Một gia nhân đội mũ lưỡi chai viền nẹp vàng đến bảo ông ta: Ông chủ xuống được không ạ? Cô chủ đang khóc. Ông ta rời đi. Nghệ thuật công nghiệp là một doanh nghiệp lai tạp, bao gồm một tờ báo về hội họa và một cửa hàng tranh. Frederick đã thấy danh hiệu này nhiều lần ở chỗ bày hàng của hiệu sách quê hương, trên những tờ quảng cáo to đùng có cái tên Jacques Anou, trương ra oai vệ. Ánh nắng dọi thẳng xuống, làm sáng loáng những chốt sắt quanh các cột buồm, những mảng lan can và mặt nước. Ở mũi tàu, nước sẽ thành hai luồng, trải ra cho đến ven các đồng cỏ. Ở mỗi khúc quanh của dòng sông, lại thấy vẫn những hàng bạch dương san sát màu xanh nhạt. Miền quê vắng ngắt. Trên trời có những áng mây trắng nhỏ ngừng trôi. Và nỗi buồn chán, mơ hồ phảng phất, như khiến con tàu vận hành uể oải và dáng vẻ các hành khách càng thêm tầm thường vô nghĩa. Ngoại trừ mấy nhà trưởng giả ở hạng nhất, còn là thợ thuyền, những người bán hàng cùng vợ con. Vì bấy giờ thiên hạ có thói quen ăn vận nhếch nhác khi đi đây đi đó, nên hầu như hết thảy đều đội mũ tròn cũ kỹ kiểu Hy Lạp hoặc mũ bạc màu, mặc áo lễ đen xoàng xĩnh, sờn mòn vì cọ sát với bản giấy, hoặc áo choàng có khuy bung lớp bọc ngoài do đã phục dịch quá lâu tại cửa hiệu. Đây đó, chiếc gi lê của bẻ nào đấy để lộ một sơ mi vải trúc bâu, vấy bẩn cà phê, những ghim bằng vàng dạ gà những cà vạt tả tơi, những dải đai buộc những đôi giày vải thô. Hai hoặc ba tên vô lại cầm gậy trúc có dải da bện trang trí đang liếc ngang liếc dọc. Còn những ông bố là chủ gia đình dương to mắt, hỏi han. Họ đứng mà chuyện trò, hoặc ngồi chồm hổm trên hành lý. Số khác nằm ngủ ở các xó xỉnh, nhiều người đang ăn. Bong tàu nhấp nhúa vì vỏ hồ đào, đồ mẩu xì gà, vỏ quả lê, những mảnh vụn từ thịt thả mang theo trong gói giấy. Ba người thợ làm đồ gỗ, mặc áo choàng lao động, đứng lì trước quán ăn. Một nhạc công thụ cầm áo quần rách dưới tựa khuỷu tay và đàn nghỉ ngơi. Từng lúc nghe thấy tiếng than đá trong lò, tiếng nói ồn ào, tiếng cười. Và thuyền trưởng, trên đài chỉ huy, đi từ vòm che bánh xe guồng bên này sang vòm bên kia, không ngừng nghỉ. Frederick, để về chỗ mình, để cánh cửa trần xong vào khoang hạng nhất, khiến hai người đi săn phải xê dịch cùng với những con chó của họ. Cứ như một sự hiển linh, nàng đang ngồi giữa ghế dài, chỉ có một mình, hay ít ra anh chẳng thấy được ai, choáng lòa vì mắt nàng. Đúng lúc anh đi qua, nàng ngẩng đầu, anh bất giác khom vai xuống, rồi khi đã đứng ra xa hơn, ở cùng phía, anh nhìn nàng. Nàng đội một chiếc mũ rơm to, có những dải băng màu hồng phất phơ trong gió phía sau nàng. Hai dải tóc huyền lượn quanh đuôi cặp mày dài rộng, buông xuống thất thấp và như âu yếm ôm giết gương mặt trái xoan. Bộ áo váy bằng da mỏng màu sáng, điểm những chấm tròn, lòa xòa nhiều nếp gấp. Nàng đang thêu cái gì đó, và sống mũi thẳng của nàng, chiếc cằm, toàn thân nàng in bóng trên nền trời xanh lam. Vì nàng vẫn giữ nguyên dáng điệu, anh bèn đi nhiều vòng sang phải rồi sang trái để che giấu mưu kế. Rồi anh đến đứng sát gần chiếc dù của nàng, đặt tựa vào ghế dài, và anh vừa ngắm nhìn một xà lan trên sông. Anh chưa từng thấy bao giờ cái vẻ lộng lẫy ấy của làn da nàng ngăm ngăm, sức quyến rũ của vóc dáng nàng, cũng như nét thanh tú của những ngón tay có ánh nắng rọi qua.
Anh nhìn dò đồ khâu của nàng với niềm kinh ngạc, như một vật phi thường. Nàng tên gì, ở đâu, cuộc đời nàng, quá khứ của nàng ra sao? Anh ước mong biết được đồ đạc trong phòng nàng, mọi áo váy nàng đã mặc, những người nàng giao du. Và ham muốn chiếm hữu thể chất thậm chí cũng tan biến dưới một khao khát sâu xa hơn, trong một nỗi tò mò đau đớn vô biên. Một chị da đen, đầu choàng khăn xuất hiện, tay dắt một bé gái đã lớn. Đứa trẻ, nước mắt lưng tròng, vừa ngủ dậy. Nàng bế nó vào lòng. Tiểu thư không ngoan, thế mà sắp 7 tuổi rồi. Mẹ sẽ không yêu tiểu thư nữa. Mọi người chiều những trò nhõng nhẽo của tiểu thư nhiều quá đấy. Và Frederick thích thú nghe những điều này, cứ như thể anh có được một phát hiện, một thu hoạch. Anh đồ trưởng nàng mang gốc gác Andalusia, ra đời ở thuộc địa cũng nên. Nàng đã đưa cô gái da đen kia về theo nàng chăng? Trong khi ấy, một tấm khăn choàng dài kẻ sọc tím được đặt sau lưng nàng, trên mạn tàu cạp đồng. Chắc hẳn, bao lần giữa biển khơi, những buổi tối ẩm trời, nàng đã phải cuốn khăn ấy quanh mình, dùng khăn đắp chân, thiếp ngủ trong khăn. Nhưng, bị những tua diềm kéo chữ xuống, tấm khăn tuột dần, nó sắp rơi xuống nước. Frederick nhảy vọt tới và giữ lại được. Nàng bảo anh, xin cảm ơn ông. Ánh mắt họ gặp nhau. Mình ơi, mình đã sẵn sàng chưa? Cái ông Anus vừa nói to vừa xuất hiện dưới mái che cầu thang. Cô bé Mathé chạy về phía ông ta, rồi bám chặt cổ, kéo ria ông ta. Tiếng thụ cẩm vang lên, cô muốn xem chơi nhạc. Và người dạo đàn, được cô gái da đen dẫn tới ngay, bước vào khoang hạng nhất. Anus nhận ra bác ta là một người mẫu ngày trước. Ông xưng hô thân mật với bác, khiến cử tọa ngạc nhiên. Cuối cùng nhạc công hất mái tóc dài ra sau vai, giang tay và bắt đầu chơi. Đó là một bản tình ca phương Đông, nói đến dao găm, đến hoa và những ngôi sao. Người đàn ông rách rưới hát những điều này bằng một giọng chua cay. Tiếng máy tẩu ngắt sai nhịp giai điệu. Bác gảy mạnh hơn, dây đàn rung lên và âm thanh sang sảng dường như nức nở, tựa tiếng thang van của một tình yêu ngạo mạn và thất bại. Hai bên bờ sông, rừng cây nghiêng xuống tận mép nước, một làn gió mát lướt qua. Bà Anus nhìn ra xa xăm một cách mơ hồ. Khi nhạc ngừng, nàng chớp chớp mi mắt nhiều lần, như ra khỏi một giấc mộng. Nhạc công tiến lại gần họ, khiêm nhường kính cẩn. Trong lúc Anus tìm tiền lẻ, Frederick duỗi bàn tay khép về phía chiếc mũ, rồi e thẹn mở lòng tay, đặt vào mũ một đồng louis vàng. Chẳng phải sự khoe khoang thúc đẩy anh ra ân trước mặt nàng, mà là một ý tưởng chúc phúc có nàng cùng tham dự, một niềm cảm kích gần như thành kính. Anus chỉ đường cho anh, thân tình mời anh xuống. Frederick quả quyết mình vừa ăn xong. Trái lại, anh đang đói muốn chết, vậy mà trong túi chẳng có lấy một đồng kẽm. Thế rồi, anh nghĩ rằng mình cũng có quyền như ai khác, ngồi trong phòng. Quanh những bàn tròn, các nhà trưởng giả đang ăn, một người phục vụ đi đi lại lại. Ông bà Anus ở cuối phòng, bên phải, anh liền ngồi xuống chiếc ghế dài nhỏ bọc nhung, nhân lúc nhặt tờ báo thấy trên ghế. Đến Montero, họ sẽ lên chuyến xe ngựa chở khách đi Chalon. Họ sẽ sang Thụy Sĩ du lịch một tháng. Bà Anu trách chồng nhu nhược với con. Ông ta thì thầm bên tai vợ một điều ngọt ngào, chắc thế, bởi nàng mỉm cười. Rồi ông ta chuyển chỗ để khép tấm rèm cửa sổ đằng sau nàng. Trần gian phòng, thấp và trắng toát, rọi xuống một ánh sáng mạnh. Frederick ngồi đối diện, nhìn rõ hàng mi nàng in bóng. Nàng nhấp môi vào cốc, bẻ chút bánh giữa các ngón tay. Chiếc mặt ngọc lưu ly, trên sợi dây nhỏ bằng vàng đeo ở cổ tay nàng, chốc chốc lại va lanh canh vào đĩa. Tuy nhiên những người đang ngồi đó không có vẻ chú ý đến nàng. Thỉnh thoảng, qua các cửa sổ tròn, thấy mạn một con thuyền lướt tới ghé bên tàu để đón khách hoặc đưa khách lên. Những người ngồi bên bàn ăn nghiêng mình xuống ô cửa và gọi tên những miền đất ven sông. Anu phàn nàn về đồ ăn. Ông la lối rất nhiều trước hóa đơn tính tiền và đòi giảm bớt. Rồi ông ta dẫn chàng trai ra phía mũi tàu để uống rượu nóng pha chanh. Nhưng Frederick quay về ngay dưới mái che, nơi bà Anu đã trở lại. Nàng đang đọc một cuốn sách mỏng bìa xám. Thỉnh thoảng hai khóe miệng nàng khẽ uốn lên và một ánh thích thú khiến vầng trán rạng người. Anh ghen tức cái kẻ đã bày đặt ra những điều mà nàng có vẻ quan tâm. Càng ngắm nhìn nàng, anh càng cảm thấy giữa nàng và anh thăm thẳm những vực sâu.
Anh vơ vẩn nghĩ lát nữa sẽ phải giãi biệt nàng vô phương cứu vãn, chẳng khiến được nàng thốt ra một lời, thậm chí chẳng lưu lại nơi nàng một kỷ niệm. Một dải đồng bằng trải ra bên phải, bên trái một đồng cỏ thoai thoải vươn tới một quả đồi, nơi thấp thoáng những vườn nho, những cây hồ đào, một cối xay giữa lá cảnh xanh tươi, và những con đường nhỏ xa hơn, ngoằn ngoèo trên nền đá trắng sát ven trời. Hạnh phúc biết mấy nếu được đi lên bên nhau, choàng tay qua eo lưng nàng, trong khi tà áo nàng quét những chiếc lá nhuốm vàng, lắng nghe giọng nói nàng, dưới ánh mắt nàng tỏa dạng. Tàu có thể dừng lại, họ chỉ việc bước xuống. Ấy thế mà, cái điều thật đơn giản ấy chẳng hề dễ hơn chuyện lay chuyển mặt trời. Xa hơn một chút, thấy một tòa lâu đài, mái nhọn, với những tháp nhỏ hình vuông. Một vườn hoa trải rộng phía trước mặt tiền, và những con đường thăm thẳm, như những khung vòm tối đen, dưới hàng cây đoạn cao vút. Anh mường tượng nàng đang đi ven những lùm cây. Đúng lúc ấy, một thiếu phụ và một chàng trai xuất hiện trên bậc thềm, giữa những bồn cây cam, rồi tất cả mất hút. Cô bé đang chơi đùa quanh anh, Frederick định hôn bé. Em nấp sau cô hầu, bà mẹ mắng em không dễ thương vì quý ông đã cứu tấm khăn choàng của mẹ. Đó là một sự ngỏ lời gián tiếp chăng? Cuối cùng nàng có sắp nói với mình hay không? Anh tự hỏi. Thời gian thúc bách, làm thế nào để được mời đến nhà Anus đây? Và anh chẳng nghĩ ra điều gì hay hơn là khiến ông ta chú ý đến sắc màu mùa thu, rồi nói thêm. Sắp sang đông rồi, mùa của vũ hội và những dạ tiệc. Nhưng Anus hoàn toàn bận tâm về hành lý của ông ta. Bờ biển Seville hiện ra, hai cây cầu gần lại, tàu men theo một xưởng làm thừng, rồi một dãy nhà thấp, ở bên dưới, có những vạc khắc ín, những mảnh gỗ, và những đứa trẻ chạy trên cát, nhào lộn xoay người như bánh xe. Frederick nhận ra một người đàn ông mặc áo nịt có tay. Anh gọi to, nhanh lên nào! Họ ghé bến. Anh vất vả tìm Anu trong đám đông hành khách, và ông ta siết tay anh đáp lại. Hẹn tái ngộ, quý ông thân mến! Khi đã ở trên bến, Frederick ngoảnh lại. Nàng đứng gần bên bánh lái. Anh gửi cho nàng một ánh nhìn trong đó anh đã cố gắng đặt toàn bộ tâm hồn mình. Cứ như thể anh chẳng làm gì hết. Nàng vẫn im lìm bất động. Thế rồi, anh chẳng để ý đến những lời chào hỏi của gia nhân. Sao bác không đưa xe đến tận đây? Bác ta xin lỗi. Vụng về đến thế, đưa tôi tiền nào. Rồi anh vào ăn trong một quán hàng. Một khắc đồng hồ sau, anh bỗng muốn như thể tình cờ bước vào sân đỗ xe ngựa chở khách. Anh sẽ còn được thấy nàng, biết đâu. Để làm gì chứ? Anh tự nhủ. Và cỗ xe song mã đưa anh đi. Không phải hai con ngựa đều của mẹ anh. Bà đã mượn ngựa của ông Chambrion, giám thu, để thắng vào xe bên ngựa nhà mình. Bác Isidore, trên đường hôm trước, đã nghỉ ở Bray cho đến tối và đã ngủ lại Montero, thành thử những con vật được lại sức chạy nước kiệu lanh lẹ. Những cánh đồng đã gặt trải dài bất tận. Ven đường cái là hai hàng cây, những đống đá vụn nối tiếp nhau. Rồi dần dà, Vinilo Saint George, Ablon, Chatillon, Corbeil và những địa phương khác, toàn bộ chuyến đi trở lại trong ký ức, rành rõ đến mức giờ đây anh nhận biết được những chi tiết mới, những đặc điểm riêng tư hơn. Bên dưới lớp viền cuối cùng của bộ áo váy, bàn chân nàng đi giày mỏng có cổ, bằng lụa màu hạt dẻ. Tấm mái che bằng vải chéo go như chiếc tán xòe rộng trên đầu nàng, và những tua nho nhỏ màu đỏ ở những đường diểm rung rinh trước gió nhẹ, liên miên bất tuyệt. Nàng giống những phụ nữ trong các cuốn sách lãng mạn. Anh chẳng muốn thêm gì, bớt gì ở con người nàng. Thế giới vừa đột nhiên rộng lớn ra. Nàng là điểm sáng nơi toàn thể sự vật quy tụ. Và, được cỗ xe chuyển động lắc du, mắt lim dim, nhìn vơ vẩn, anh thả mình vào một niềm vui mơ mộng và vô biên. Đến Bray, chẳng đợi cho ngựa ăn xong kiểu mạch, anh đi trước, trên đường cái, một mình. Anus đã gọi nàng là Marie. Anh hét thật to Marie. Tiếng anh chìm trong gió. Một sắc đỏ thắm mênh mang rực cháy bầu trời phía tây. Những đụn lúa mì to, lửng lững giữa dạ dơm, hắt những bóng đổ sộ. Một con chó sủa lên ở một trang trại xa xa. Anh rùng mình, cảm thấy một nỗi bồn chồn lo âu vô cớ. Khi Isidore đuổi kịp, anh ngồi lên ghế đánh xe. Nỗi yếu lòng đã qua. Anh quyết tâm len lỏi, bằng cách nào bất kể, vào được gia đình Anu, rồi kết giao với họ. Nhà họ chắc hẳn thú vị, phải là anh thích Anu, rồi ai mà biết được.
Thế là máu dồn lên mặt, mang tay ù ù, anh quất roi, lắc dây cương và điều khiển ngựa phóng nhanh đến mức bác xã X xã phải nhắc đi nhắc lại. Từ từ nào, từ từ thôi nào, cậu sẽ làm chúng yếu hơi đấy. Dần dà Frederick nguôi dịu và anh lắng nghe bác gia nhân nói chuyện. Mọi người rất nóng lòng chờ đợi cậu chủ. Cô Louise đã khóc đòi lên xe. Là ai nhỉ? Cô Louise ấy? Cô bé nhà ông Rock, cậu biết chứ? À, tôi quên mất. Frederick hở hững đáp. Trong khi ấy, hai con ngựa không gắng nổi nữa. Cả đôi đều khập khiễng và chuông nhà thờ Thánh Laurent điểm 9 tiếng khi anh tới được quảng trường Ames trước cửa nhà mẹ anh. Ngôi nhà rộng rãi, có khu vườn trông ra đồng quê, khiến mọi người thêm kính nể bà Moru, vốn dĩ được tôn trọng nhất miền. Bà xuất thân từ một gia đình quý tộc lâu đời, giờ đây tàn lụi. Chồng bà, một người bình dân mà bà kết hôn do cha mẹ sắp đặt, đã chết vì một nhát kiếm khi bà đang mang thai, để lại cho bà một gia sản bị tổn thất. Bà tiếp đón khách khứa mỗi tuần 3 buổi và thỉnh thoảng đãi một tiệc tối sang trọng. Nhưng số nến thắp được tính đếm trước, và bà nóng lòng chờ đợi khoản thu từ ruộng đất cho lĩnh canh. Sự túng thiếu này được che đậy như một tỷ vết, khiến bà thật nghiêm nghị. Tuy nhiên, bà đức hạnh mà không phô phang ra bộ nghiêm cẩn, không chua chát. Những việc làm từ thiện nhỏ nhoi của bà dường như những ân huệ lớn lao. Mọi người xin ý kiến bà về chuyện chọn lựa kẻ ăn người ở, giáo dục các thiếu nữ, cách làm mứt, và đức giám mục đến thăm bà trong những dịp ngài kinh lý. Bà Moru ấp ủ một tham vọng cao xa cho con trai. Bà không ưa nghe chê trách chính phủ, do một kiểu thận trọng đi trước đón đầu. Thoạt tiên anh sẽ cần đến những sự bảo trợ. Rồi, nhờ tài năng, anh sẽ thành ủy viên tham chính viện, đại sứ, bộ trưởng. Những thành công của anh ở trường trung học Sen khiến niềm kiêu hãnh này thành chính đáng. Anh đã đoạt giải thưởng danh dự. Khi anh bước vào phòng khách, tất cả ồn ào đứng dậy, mọi người ôm hôn anh. Rồi họ xếp ghế bành ghế dựa thành một hình bán nguyệt rộng quanh lò sưởi. Ông Gamlin lập tức hỏi ý kiến của anh về bà Lafarge. Vụ tố tụng này, xôn xao thời đại, chẳng khỏi gây tranh luận kịch liệt. Bà Moru chặn cuộc bàn cãi lại, tuy ông Gamlin lấy làm tiếc. Ông thấy việc này hữu ích cho chàng thanh niên, với tư cách cố vấn pháp lý tương lai. Và ông rời phòng khách, phật ý. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên ở một người kết bạn cùng lão Rock. Nhân nhắc đến lão Rock, một người bèn nói với ông Damrus, người vừa tậu lãnh địa Fortale. Nhưng ông giám thu đã kéo Frederick ra một chỗ để hỏi xem anh nghĩ sao về tác phẩm mới đây của ông Cusiot. Ai nấy đều muốn biết công chuyện của anh, và bà Benoit tiến hành khéo léo bằng cách hỏi thăm bác anh. Vị họ hàng tốt bụng ấy có khỏe hay không? Ông chẳng cho ta biết tin tức nữa. Ông có một người cháu họ xa ở châu Mỹ phải không? Chị bếp lên thưa đã dọn món canh cho cậu chủ. Mọi người ý tứ ra về. Rồi, khi chỉ còn riêng hai người trong phòng, bà mẹ khẽ hỏi anh, thế nào? Ông cụ đã đón tiếp anh rất thân tình, nhưng không tỏ bày ý định. Bà Moru thở dài. Hiện giờ nàng đang nơi đâu? Anh vơ vật nghĩ. Xe ngựa lăn bánh và, có lẽ cuốn mình trong tấm khăn choàng, nàng đang tựa mái đầu xinh đẹp vào lớp xạ phủ lòng xe, thiêm thiếp ngủ. Hai mẹ con đang lên phòng riêng thì một gã bồi của quán Thiên Nga thập tự mang đến một lá thư. Gì vậy? Là Derolier cần con ạ, anh đáp. À, cậu bạn của con. Bà Moru khinh miệt cười khẩy, chọn dở khéo thật. Frederick lưỡng lự, nhưng tình bạn mạnh hơn. Anh cầm mũ. Bà mẹ bảo, ít ra con đừng đi lâu đấy. Đêm đã khuya, thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.